Quay
về để hỏi thấy cảnh trai mắt trai tay. Trời ơi chân muốn bước mà nhà còn mong ở lại. Ai hiểu được nỗi khổ đau người con gái mười tám sống sang ta mà vui thì tình. Một gánh trầu và quằn nặng trên vai như gánh nặng.